con nhiệm vụ đẹp này. À, xin chào anh em nhé. Hôm nay đầu năm đi du xuân thì có lên một nhà người anh. Anh nuôi cũng khá nhiều chim. Này, đang định hỏi cái thẻ kẹp vào làm gì anh? Kẹp vào để mình đánh dấu ấy, đánh dấu biết số chim. À con nào đó. Thảo vào động lực thì mình biết thời gian tập lực của con kia là bao nhiêu lâu hay là mình đổi con. Cách này cũng hay phết đấy nhỉ. Mình đỡ phải lẫn. Chẳng hạn như mình có con số 2 này, chẳng hạn mình tập được một vài hôm mình chuyển sang quay vòng sang con khác chẳng hạn. À tức là lấy màu sắc đấy xong rồi kẹp vào lồng ấy luôn đúng không? Kẹp vào lồng lực luôn đúng không? Đấy. Là mình nhớ. Thẻ số 2 mình chuyển chim, mình chuyển cả thẻ sang lồng lực luôn. À. Đấy. Là đỡ lẫn chim đúng không? Đỡ lẫn chim. Hay phết đấy. À con này anh hay cầm đi thi à? Con này anh hay cầm đi thi á, à? Con nào? Đấy con này hôm nọ giải trước Tết. Con này anh xin. Con này anh cầm đi chưa? À, đẹp này, bộ to này. À, con này chưa. À. Con này cầm đi cũng khá nhiều nhưng mà chỉ treo vào dàn hai con thôi. À, con này bộ to này, nhìn bộ to thích. Con này lông nuôi nó rất là cái. Anh vén hẳn ra được không? Anh bung hẳn áo lồng ra xem nó được. Thằng em tôi đang xem con chim này nữa này các bác này. Đây con này cũng đẹp. Vài bộ khỏi chê khỏi bàn luôn. Đấy. Về chơi được đấy. Hai con ở trong lồng đực kia được biết đấy. Không em thích con này hơn là con kia. Đuôi nó bị quăn à? Đấy, đuôi nó bị sơ thì. Ôi, ở lồng lực này, chim rất là già luôn. Hôm qua chơi. Con kia anh hay tắm cho nó. Con tắm thường xuyên đấy. Kìa. Còn cái giác đuôi nó vẫn bị như thế đó. Đuôi nó vẫn sơ lông chắc là thiếu chất như nào mình không có. Anh hay chăn sâu không? À sâu không. Dạ. Sâu mình không. Sâu anh em bảo là cái nóng không chăn nhưng mà mình không chăn. Chăn cám hoa quả thường xuyên. Mạnh treo nó còn lồng lực ngày lên nữa. Con đầy đầu đấy. Chứ nhà kẹp mà chơi được như này là ok lắm rồi. Con này như hết cá mà anh. Con này hết cá mà. Không nhưng mà thường gia đình thời gian nghỉ ở nhà bao giờ cám gần như là rồi. Để nó gần hết đấy. Ừ. Cho nữa. Bởi vì là vì cho nhiều như lúc con này thì có thể thời tiết cám này đấy mốc thì nó không còn thấy không còn thì tốt nhất là để cho ít tự do này mình chơi cám mới này. Bông về con tổ đẻ. Đúng rồi, chết có một cặp mà học sinh ở trong kia nó bắt được. Chào bà ông này các bạn. Lấy tổ ấy. Tự nhiên là anh em đang treo ở đây ấy. Tự nhiên là có một con về. Con có một con rất là nhiều rồi. Bới. Thế là con này anh thả ra hay là gì? Đấy, thả ra đấy, có con đằng sau mà.
tối tối kim lồng không thấy, nó ta ngủ trên cái thế nắp lồng. Thế chứng tỏ con này quen rồi anh ạ, chim này quen rồi mà. Nè, về đây ăn chuối này con. Hôm qua hai con mà treo một tiếng. Không biết nó ở nhà không nhỉ? Gọi là xuống chơi. Đây, anh em lại treo thêm tiếp này, các bạn này. Đồng ban đầu này vẫn chơi tốt này con này. Cứ bộ gọn gọn là được. Này con này. Sục sạo lắm. Những con gắn thẻ hình như là em thấy là những con được yêu quý nhất hay sao? Không, hầu hết là mình gắn thẻ hết, trừ cái cả con mộc đi, mộc đi không gắn thẻ. Vâng. Này, những con này bộ gọn gọn nhỏ nhỏ nhưng mà nhìn nó hăng hái lắm nhỉ. Đây, treo trên cao này các bác, treo trên tận trên cao này nhưng mà chuột vẫn gặm rách áo. Cái ghép lồng lực này cũng tốn kém lồng phết đấy. Nếu mà để mua một cái lồng lực thì cũng gần bằng rồi đấy. Cái này 150 một cái thì 400 rưỡi. Hôm nay lấy của Giang bao nhiêu? Nếu mà lấy rẻ thật ra, nếu mà bằng một cái lồng lực rồi anh. Ví dụ anh mua lại, nếu mà tính ra nó là 100.000 một đấy đi. Lần này bây giờ cái này là không biết bao là 20 tầm đấy, 60 anh, 80 chỗ này chắc phải vào gần 30 rồi này, 30 rồi anh ạ, là 20 mà. 30 rồi, cái chỗ đấy 30 rồi ấy. Ê, dưới kia có con nào trẻ à, thế hai con hôm qua mang đi lên trên là hai con chơi à anh? Ừ. Anh thế thì anh không bán con kia thì đi bán con dưới đi. Xong để em bắt một con mộc trên này nữa. À, anh em sau khi đi khai xuân thì anh em chốt được con này nhá, các bác nhá. Đó. Còn một số con nữa, nếu mà ví dụ như là anh em nào có yêu cầu gì ấy, muốn bắt con nào ấy thì cứ bảo để em bắt hộ anh em nhá. Này màu đổ lân này. À, chờ đứng lại đã. Vâng. Con ở lồng lực này vừa bắt đầu bị mất bộ rồi nên là đó. Con lồng sinh này thì anh ấy không bán rồi. Đó. hôm qua từ trên kia dược từ xong về về ông Giang nhắn tin bảo anh ấy con lồng sinh kêu ra ngoài cái gấu phết, chọn được con này gấu phết đây.
Cái nhà nó vẫn sợ người. Thế hôm nay mang lên có thể chơi đâu mà. Anh chơi chim và nhìn chim biết ngay. À, màu đường lên đẹp này các bác này. Nhiều chim này người lượng mệt lắm, cái khoản thay thiết thì nó tắm táp lồng cứ phải lồng tắm cũng phải một loạt ra. Hôm đó là đã dạ mãi mới anh đấy mới mang những con khác đi lên xem này các bác này. Rồi, nói chung là làm cái này nó sợ rồi. Mất một lông đuôi. Rồi, đẹp này. Rồi. Màu cao nhỉ. Chắc con này mới trẻ. Hai con đi rồi. Giang đứng này đẹp chưa các con này. Cho ra đây chơi nhá. Còn anh em chốt một con rồi ra đây chơi. Đang gạ anh thấy xem anh còn để lại con nào trong ba con này nữa không. Ba con này là hôm qua mang lên là chơi rồi nên là về là cũng à con màu bông ban đầu này đấy. Khai kiểu đấy nha, nó chủ yếu vào ăn hoa quả. Chim nhà kè nhau, con này cũng nhắng này, con này cũng nhắng này. Đây anh em làm con đi về rồi các bác ạ. Đấy, chắc là hôm nào lên gạ anh đấy bán sau. Ngưng mấy con, ba con bên phía bên này này. Chắc anh đấy không bán thì thôi. Anh em đi về thôi. Để hẹn anh đấy lúc khác chim thì bắt đầu cầm xuống dưới nhá. À, cao thủ đuổi chim là xong là đi về đây các bác này. Ấy nhìn mặt chủ chim tiếc đấy. Đó là những hàng này là kể cả hàng ấy nhưng mà anh cùng chơi ở số 1 đấy, đấy. Vâng. 8 cân như thế. Chắc phải lồng tắm à? Cần phải lồng tắm không? Cuối cùng cũng phải lồng, dùng lồng tắm các bạn. Nó chưa quen sang học là thế đấy. Con này lì thế. Sang đi xong rồi về ở nhà mới. Khổ quá. Nào. Lại tắm đi. Đấy, 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 đấy. Sang rồi, sang rồi, sang rồi, sang rồi. Vì ở nhà mới không thích. Kiểu cái hộp nó tối. Thôi nhờ. Chắc em xin phép với anh. Thôi nhờ, em về nhờ. Anh về nhá.